em nhé. À, thì hôm nay mình sẽ những cái vòi dọn vệ sinh này ở trong toilet này. Thì kể cả anh em có xài đồ xịn như thế nào á, thì một thời gian cái ron cao su này nè, thường là nó sẽ không có hư mấy cái bộ phận khác nha. Van khóa rồi nó không hư, nhưng mà cái ron cao su này nó bị tét anh em không? Cái đầu này là kim loại nha. Nè, cái đầu này đút vô đây nè. Thì cái cấu tạo của nó là cái đít này nè, nó có một cái vòng để khi mà nè, đây là van khóa nè. Anh em thấy không? Khi mà cái mình bóp á thì cái này nó giật lên á thì nước nó trồi ra, anh em thấy không? Mà nếu mà mình buông ra thì nó khóa nó đóng lại. Nó biết ở đây đóng lại, nhưng mà phải có ron cao su mới được nha. Anh em nhìn kỹ cái ron cao su nó bị tét rồi nè. Nguyên lý của nó cũng gần giống như là cái van PCB thôi nhé. Gần gần giống van PCB thôi. Đó, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em thiết kế lại cái ron này. Cái ron này nó khó tìm nha anh em, cái ron này khó tìm lắm. Khó tìm lắm. Gỡ ra cái rồi coi như vứt luôn chứ, nhưng mà mình sẽ không gỡ luôn, mình để về luôn nhé, nó bị tét rồi. Nó bị đứt rồi. Nè. Mình gắn lại cho anh em xem đi thôi, anh em nói là nó chưa có bị mà mình nói bị rồi mình làm cho anh em lựa anh em câu nhé. Nghe không? Mình ở đây nó có khóa nên không? Mình khóa lại rồi. Giờ bắt đầu mình lấy ra mình sửa nha. Bây giờ không tìm được cái ron đó thì mình sẽ làm cái ron ở đây luôn nha anh em. Kéo cái áo lên lau nè, có cái vẻ thì lau nha, cho thật là khô nha. Rồi, để nó qua bên nè. Đây mình đã lau khô rồi nhé, bây giờ mình sử dụng silicon xịt vô nha. Ok, xịt vô rồi. Cái này khi mà nó khô lại, silicon lỏng này khi mà nó khô lại nha anh em, khi mà nó khô lại á thì nó rất là mềm. Nó có tác dụng như cái ron cao su luôn, nó rất là mềm nha. Sửa lại cho nó tràn đầy một xíu. Sau 30 phút thì mình thấy nó cũng khá là khô rồi, nói chung là cũng không còn dính nữa. Bắt đầu mình thử vào nha, mình bỏ nó vào để mình thử xem nó còn xì nước không nhé. Muốn bạn đôi dễ thì mình sẽ bóp cái cò này. Rồi, mình sẽ thấy được. Ok anh em nhé. Không hề có nước rò ra nha anh em nha. Rò ra nha anh em nha. Như vậy thì nè. Ok anh em nha, không hề có nước rò ra nha, không hề bị nhiễu nha. Nhưng mà nó bị là nó nhiễu liên tục thôi. Nhưng mà hiện tại nó không có nhiễu nha. Như vậy là cái này mình đã sửa xong rất là ok. Nhưng mà do là mình làm cái lỗ nó hơi nhỏ nên là nó không được mạnh như lúc đầu nữa. Lúc đầu nó rất là mạnh. Cái lỗ nó to, nó phun rất là mạnh.